Liên Âu lo ngại về đạo luật Internet mới của Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Brussels. Ủy ban châu Âu hôm nay nói rằng họ đang quan tâm đến đạo luật Internet mới của Thổ Nhĩ Kỳ vì nó hạn chế tự do ngôn luận. Theo một dự luật được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua vào cuối ngày hôm qua, thì các cơ quan viễn thông có thể chặn truy cập vào các tài liệu trong vòng 4 giờ mà không cần lệnh của tòa án, thắt chặt thêm những hạn chế trong một đạo luật đã được thông qua trong năm 2007. Đạo luật này cũng cho phép lưu trữ những tìm kiếm cá nhân lên đến 2 năm. Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng dự luật này là một bằng chứng khác cho thấy khuynh hướng độc tài của Thủ tướng Tayyip Erdogan, một người từ lâu đã được Tây Phương ủng hộ như là một nhà lãnh đạo dân chủ trong thế giới Hồi giáo. Phe đối lập chỉ trích dự luật này là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm che giấu một vụ bê bối tham nhũng với các phương pháp mà phe đối lập gọi là chỉ phù hợp trong thời kỳ đảo chánh. Đạo luật Internet vẫn cần có sự chấp thuận của Tổng thống Abdullah Gül. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, ông Peter Stanu, nói rằng đạo luật này đe dọa tự do ngôn luận và cần được sửa đổi để phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ nói rằng những cải cách Internet được gửi đến Quốc hội trước ngày 17 tháng 12, nhưng đã được mở rộng trong những tuần gần đây là nhằm bảo vệ sự riêng tư cá nhân, chứ không phải để bịt miệng những người chỉ trích.